không chạy nước chạy đấy mà còn đá đấy chứ hai cái thằng hút đấy hồ này rộng chứ. Dạ. Ờ, cái đèn này anh có làm bóc trung gian không? Nó không đèn đèn bên mình thử. À đúng rồi. Dạ ok. Mà đặt bây giờ nó kéo dây đặt nó rồi để giúp căng luôn. Dạ. Mình chỉ cắm cái đầu này cái đầu không nè. Em quay về làm tư liệu để đỡ quên. Cái dừa. Mương tràn. Ở đây. Ồ. Hai hồ này nó xài chung hầm cân bằng hay là xài riêng? Bây giờ có hai hầm luôn á. Hai hầm à? Ừ. Nếu mà hai hầm thì anh phải tách ra hai hệ thống. Không hai hầm nhưng mà nó mình có thể thấy... À, ok, hiểu. Tại vì nếu mà hai hồ tách biệt á, mà xài chung hệ thống nó dễ có sẽ dễ hiện tượng cái hồ một hồ thì được cấp nhiều nước, một hồ thì cấp ít nước cho nó trào ra. Thì đưa hai con bơm thôi. Yeah. Hồ nhỏ. Alo. 20 50 cái hết rồi. Rồi, giờ anh cho em xuống phòng máy đi. Phòng máy làm chỗ nào ta? Không ơi. Mày đào cho xong đi chứ. Đào cho xong chưa? Anh có đường ống cấp nước riêng vô cho hồ này không? Không, chỉ cấp mỗi vô trong cái cấp mỗi vô trong hệ thống thôi. Dạ. Cấp bù á, lấy nước thủy cục cấp bù vô thôi. Dạ. Còn ở đây có hệ thống nhưng mà hệ thống của anh bây giờ đó là nó có nước giếng nhưng mà nước giếng đây anh chỉ phục vụ cho nước chay thôi. À. Chứ không có sử dụng cho nước giếng mà xài cho hồ bơi nó dễ bị xanh. Ống cấp nước ở phòng máy tới vị trí này mình đi lên á. Dạ. Nói như vậy này sau mình sẽ khoan mấy cái. Dạ. Lỗ đi. Dây điện đèn. Alo. Dây điện cấp nguồn phòng máy ra, ống xả bỏ ống hút hầm rồi nằm ở vị trí này à. Dạ không em nói lại video để cho mấy bạn kỹ thuật dễ triển khai cho các bạn. Phòng máy rộng. Tổng cộng khu vực này có hai hầm cân bằng, nắp hầm 1 và nắp hầm 2. Vị trí ống thông thu nước đáy muốn lắp được là phải đục hạ cái mắt thu nước đáy xuống 5-7 phân. Đèn hồ bơi mưa tràn.